Hai quan chức cấp cao của tỉnh Yên Bái vừa bị bắn nhiều phát và đã chết trước khi được đưa tới bệnh viện. Thủ phạm là một giới chức của chi cục kiểm lâm cũng đã tự sát. Báo chí Việt Nam hôm 18 tháng 8 đồng loạt đưa tin về vụ nổ súng được cho là hiếm xảy ra tại Việt Nam này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà cho báo giới Việt Nam biết hôm 18 tháng 8 rằng hai lãnh đạo của tỉnh, ông Phạm Duy Cường và ông Ngô Ngọc Tuấn đã bị chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái bắn chết tại nơi làm việc và sau đó tự sát. Vụ việc xảy ra ngay trước giờ khai mạc kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Tuy nhiên, một vài tờ báo đăng tải tin này đầu tiên cho biết vụ nổ súng đã xảy ra ngay tại buổi họp. Nhưng sau đó, các bài viết này đều bị rút xuống trước khi có buổi họp báo chính thức. Cả hai nạn nhân và thủ phạm của vụ nổ súng đều tử vong trước khi được đưa tới bệnh viện. Ông Nguyễn Đức Thiện, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái cho VOA Việt ngữ biết một cách vắn tắt. Anh đang tiếp công an, đang phong tỏa, chưa biết nguyên nhân. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động dân sự và quan sát tình hình Việt Nam, nói đây là một sự cố vô cùng nghiêm trọng, có thể cho thấy một sự mâu thuẫn nội bộ đến mức không thể giải quyết. Việc nổ súng đã gây rúng động công luận. Truyền thông quốc tế cho đây là một vụ việc hiếm hoi xảy ra tại Việt Nam khi việc sở hữu súng cá nhân hoàn toàn bị cấm. Khẩu súng K-59 được sử dụng trong vụ bắn người được ông Đặng Trần Chiêu xác nhận là súng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp cho địa bàn Kiểm lâm tỉnh Yên Bái. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã tức tốc có mặt tại Yên Bái sau khi vụ nổ súng xảy ra. Ông Nguyễn Xuân Phúc nói vụ nổ súng có tính chất nghiêm trọng từ trước tới nay và yêu cầu các cấp chính quyền phải bình tĩnh, đoàn kết, thống nhất để giữ cho các hoạt động quản lý, điều hành của Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị của tỉnh được diễn ra bình thường. Thủ tướng Việt Nam cũng yêu cầu Bộ Công an phải tức tốc điều tra và đưa ra kết luận về vụ nổ súng. Trong khi đó, Công an tỉnh Yên Bái nói họ sẽ không khởi tố vụ án do thủ phạm Đỗ Cường Minh đã chết.